Nhân dịp xuân về, chúng tôi luật sư Hoàng Âu, đại diện cho văn phòng luật sư Đỗ Hữu Lâm. Cảm ơn quý thân chủ đã ủng hộ văn phòng chúng tôi trong hơn 36 năm qua. Chúng tôi là luật sư Paul Phạm. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, phúc lộc thọ. Và mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Little Saigon TV. Chúc mừng năm mới!